Xin giới thiệu với các bạn sản phẩm Pure Skin Clarifying Dietary Supplement. Ngày nay, nhu cầu chăm sóc da tại nhà là rất cần thiết. Trong đó, 80% nhu cầu trên thuộc về việc chăm sóc da từ bên trong. Chúng ta đều biết những dược điểm xuất hiện trên da thường rất khó để giải quyết triệt để. Và chúng tôi muốn tạo ra một dòng sản phẩm có thể điều trị sâu hơn vào từng tế bào da nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất. Vì thế, viên chống mụn của Murad ra đời và đã được chứng minh lâm sàng giúp giảm mụn đến 55% trong vòng 6 tuần chiết xuất từ rễ cây ngưu bàng và bột rễ dương đề nhăn giúp giảm sự tấy đỏ và viêm nhiễm trên da. Các vitamin và kẹm giúp kiểm soát việc tắc nghẹn lỗ chân lông, hỗ trợ cơ thể lấy đi những độc tố sản sinh mụn và giảm kích ứng da. Bạn có thể dùng hai viên vào buổi sáng và hai viên vào buổi chiều theo hướng dẫn của chuyên gia. Viên chống mụn giúp điều chỉnh cả những tế bào bên trong mà sản phẩm thoa không thể chạm tới. Nên dùng kết hợp với các dịch vụ chăm sóc da chuyên nghiệp và sản phẩm thoa ngoài trong điều trị mụn của Murad để đạt hiệu quả tốt nhất đây là loại vũ khí mới giúp đem lại hiệu quả tối đa cho việc cải thiện sức khỏe làn da từ trong ra ngoài